Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 1 tháng 8, mình có một cái video hướng dẫn các bạn ăn chia tổng dự tưởng là 200.000 tỷ token Bapi Ancoin nè các bạn. Thì bạn nào có làm dự án mình vào claim nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ bull wallet của tất cả bạn ra nè các bạn. Rồi các bạn sau đó chọn mục đáp nè các bạn. Vào mục đáp nè. Sau đó thì hiện lên cái dòng là Bapi Airdrop nè. Bạn nhấp vào nha các bạn. Mình vào mình claim các bạn. Các bạn chờ một xíu lót các bạn. Sau khi các bạn lót vào thì các bạn chờ một chút xíu các bạn. Thì các bạn mình sẽ nhận được 2677 token này các bạn. Bấm bấm nhận được nè. Rồi sau đó các bạn xác nhận thanh toán, các bạn cần tốn phí gas là 0.0006 BNB khoảng 0.2 đô các bạn. Các bạn bấm xác nhận thanh toán các bạn. Ok, sau khi nó hiện lên các bạn đã nhận thành công thì các bạn bắt up lại các bạn trả gì gì. Ok, sau đó các bạn check trang anh ATK, mình đã nhận được 2.000 mấy token này bạn, đâu 2.000 tỷ. Các bạn copy cuốn sách của nó nha bạn. Các bạn mở cái địa chỉ Babian của bạn ra nè. Các bạn bấm vào một thêm token này các bạn. Bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn mở ra nè các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được. Mình không biết con này có giá trị hay là không nữa. Ok. Tại được giá trị bao nhiêu tôi cần mà có 0.1 đô các bạn. Vậy video này kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo được nhé.